Hello, xin chào mọi người. Một ngày, trời ơi, gió hanh. Nói chung ngày nào cũng phải tưới cây 2 lần, thật đáng sợ. Đấy, nắng mấy hôm lá đỏ quạch ra lại phải che lưới. Đây rồi đây mọi người này, trồng mô ly này không hề đơn giản để chăm sóc ra được một cây mô đẹp. Trời ơi đấy, không một ngày nào là không mọi người ơi. Cái lũ chó mèo nhà này chắc phải thịt thôi, chứ không thể để cho nó như này được. Cáu lắm rồi đấy, thần kinh mất. Này mọi người thấy không, ngày mình tưới 2 lần mà sáng ra vẫn thấy đất khô nhé mọi người nhé. Tí xong việc lại phải tưới tiếp. Đấy mọi người thấy không, ngày từ 2 lần và vẫn có cây khô. Cây này thì hơi dư nước, mọi người thấy cái lá non của nó như thế này là dư nước đấy. Cái cây này thì dư nước, nhưng mà nói chung là tưới thì tất nhiên là tưới một lô luôn, đâm ra là không thể nào mà tránh được cái việc là sẽ có cây bị dư nước, bởi vì mỗi một cây có khả năng hút nước khác nhau. Bây giờ đi xem cả ngó nha, đi xem ngó thôi. Này chiếc ngó này là được 8 ngày rồi mà, thì mọi người thấy mình rảnh không, 2 ngày đi soi ngó 1 lần nè. Cái này thì mình thấy nó cũng ra dễ rồi, nhưng mà mỗi tội là tại ngó nó ngắn, mình lười lười nhấc cái cây lên. Đây cây này ra nhiều hơn rồi này mọi người ơi, đấy thấy rõ luôn. Đây cái ngó của nó, cái rễ ngó của nó đang cắm xuống. Thường thì ngó này ý, nó sẽ mọc khác với mô nhé mọi người nhé, cái rễ của nó sẽ cắm thẳng xuống, xong sau đấy nó mới vòng nha mọi người, xong sau đấy nó mới vòng dần, không như mô. Nên nhìn cái ngó nó như thế này thôi, nhưng mà nó rất là yếu. Thực sự là để mà ngó, nói ngó mà muốn khỏe, mà muốn cắt nó không bị héo ấy, thì phải để rất là lâu. Kể cả khi rễ vòng rồi nhé mọi người nhé, khi cắt mà mọi người để ra nắng hoặc ra gió nó vẫn sẽ héo bình thường. Đây hôm nay mình sẽ cắm ngó này nè. Tóm lại đến bây giờ thì nó bám khá là chắc rồi. Đây này mọi người thấy này, bắt đầu có cái rễ rồi này. Ừ, để nhẹ nhàng mà thôi, không phải bung hết thôi. Còn chiếc ngó này hình như là được 6 ngày nhỉ, ngó kia được 8 ngày, ngó này được 6 ngày. 6 ngày hay 4 ngày mình cũng không nhớ, hình như 4 ngày hay sao, 4 ngày không nhớ lắm. Hôm nay công việc là đi cắm ngó. Đây dễ đây, bắt đầu thấy dễ rồi. Dạo này mình lười á, mình cứ bảo là mình sẽ phun thuốc phòng nấm nhưng mà mình lười mình chẳng phun. Đấy hanh ấy, trời hanh, đâm ra là nó cũng, trời hanh không mưa ẩm, đâm ra là nó cũng không nấm ấy, mình cũng lười phun luôn. Chứ đợt mưa mưa nhiều ẩm cao á, chăm phun lắm. Ôi sợ, cái cây này mãi chả thấy rễ đâu nhỉ, cảm giác vẫn lỏng lẻo, lâu ra rễ dã man. Có cây nó ra nhiều rồi nhá, cắm xong nó ra nhanh ra nhiều. Có cây mãi chả thấy ra, không hiểu kiểu gì.
Này dễ này. Cái này không biết cắm lâu chưa? À, đây cũng thấy dễ rồi. Cứ 2 ngày đi soi. Ơi trời ơi. Bực thật sự. Cái ngó bất ổn. Suốt ngày đổ. Tôi kệ. Cáu rồi ạ. Có bên này thì sẽ nhớ mới cắm được 4 ngày à? Chắc vậy. Có ngó cắm được 4 ngày, có ngó cắm được 2 ngày. Mà bên này cũng rất nhiều ngó cắm này, rất nhiều ngó cắm được luôn. Ok, bây giờ mình đi cắm ngó thôi. Nhân trời nắng như này mình sẽ đi phơi đất để mai sẽ quay trồng mô bầu nhé mọi người. Nắng thật sự luôn, nắng này chỉ cần phơi vài tiếng là khô hết đất. Hôm nay sau khi cắm ngó này, phơi đất này, đóng hàng này, đến bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, hoàn thành xong công việc ngày hôm nay rồi. Thì sang tuần mọi người mà đặt hàng ấy thì mình sẽ đóng hàng trả nhé. Sang tuần thì có mô bầu bạch tuyết này, hàn anh đào này, hàn lùn này. Đó, còn ly thì có rất nhiều loại.
Ly thì sang tuần là có Hana này, Hàn Lùn này, Niu, Nhật Lùn. Ờ, còn giống gì nữa không nhớ. Ok, video đến đây thôi. Hẹn mọi người trong các video sau nha. Bye bye.